Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 30 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Cùng đi kiểm tra có các đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng đại diện các ngành đơn vị liên quan. Theo báo cáo của lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố, chủ đầu tư dự án, đến nay nhà thầu là công ty cổ phần tập đoàn Việt Úc đã hoàn thành san lấp nền đền chính, móng nhà làm việc ban quản lý, nhà ki ốt dịch vụ, chòi cảnh quan, nhà tảo vu, chữ vu, nhà bia, đổ bê tông móng lan can xung quanh khu vực đền chính đạt khoảng 75% khối lượng, tiếp tục thi công rào của khuôn viên, hoàn thành toàn bộ khoan cọc nhồi các hạng mục của công trình. Hiện đơn vị đang thi công các cột của đền chính, gia công cấu kiện kèo mái đền chính, thi công cấu kiện chân tảng, bậc tam cấp đền chính, nhà tảo vu, hữu vu, tiếp tục khảo sát một số đơn vị làm đồ thờ để bảo đảm tiến độ và chất lượng tốt nhất. Đã hoàn thành 2 mẫu tượng thờ bằng đất sét. Hạng mục cấp thoát nước, hệ thống điện cây xanh cũng đang được các đơn vị đẩy nhanh tiến độ. Đơn vị tư vấn đang khẩn trương bổ sung, điều chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, đến nay công ty cổ phần Giấy Thống Nhất đã tiến hành phá dỡ khu nhà xưởng, nhà kho phía đông và nhà kho tiếp giáp với cổng tam quan đền. Còn lại khu văn phòng và một khu nhà xưởng chưa phá dỡ. Về kết quả vận động kinh phí xây dựng, tính đến ngày 28 tháng 4, số tiền các đơn vị đã ủng hộ kinh phí xây dựng nhà tưởng niệm là hơn 38 tỷ đồng của 23 tập thể cá nhân. Thành phố tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp ủng hộ đầu tư xây dựng dự án. Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành ghi nhận những chuyển biến tích cực trong thực hiện tiến độ dự án và việc điều hành của chủ đầu tư. Tuy nhiên, trước yêu cầu về tiến độ, chất lượng công trình, đòi hỏi các ngành, đơn vị cần cố gắng hơn nữa, đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo. Thì thứ nhất là tôi đề nghị là giải phóng mặt bằng. Thì công ty Giải vải Thống Nhất lần này là kiên quyết để làm sao mà đến cái kỳ giao ban tới vào ngày mùng 1 tới đây, mặt bằng toàn bộ khu vực này phải sạch sẽ và theo yêu cầu của chủ đầu tư cũng như là theo yêu cầu của công ty Việt Úc mà trực tiếp xây dựng ở đây ngày 10 tháng 5 dương lịch này, công chí phải bàn giao toàn bộ mặt bằng này. Cái việc thứ hai mà chúng ta rất quan tâm là tiến độ cụ thể của từng phần việc một. Thì phần xây lắp thì cũng đã có cái chuyển biến tích cực rồi, nhưng mà đồng loạt cho triển khai tất cả, có được mặt bằng là các ông chí làm từng đoạn một, không có vấn đề gì đâu, cho tháo dỡ hết toàn bộ tường bao đi, thế rồi triển khai vỉa hè ở bên ngoài, triển khai các tuyến đường ở bên trong, các cái khu vực mà chúng ta đã bàn giao sạch sẽ các ông chí cho là rồi san lấp mặt bằng đảm bảo theo cốt thiết kế trong tuần tới này, các ông chí cho đào hồ. Cũng đề nghị là tập trung đồng loạt tất cả các mũi, từ làm công trình chính là đền thờ, rồi các cái nhà tả vu, hữu vu, nhà ban quản lý, cùng với lại đường, cùng với cổng, ông chí cho làm. Cái việc thứ hai, việc thứ ba liên quan tới đá thì tôi đề nghị là hôm nay thống nhất là toàn bộ cả sân trong sân ngoài 100% là chúng ta lát đá, chúng ta thống nhất như vậy. Thế và khối lượng công việc thì rất là nhiều, thì đề nghị là các ông chí tập trung cho và bám sát cái yêu cầu, bám sát cái tiến độ, bàn giao tới đâu thì chúng ta cho lực lượng ghép đá, lắp đá vào đến đó. Và cũng đề nghị là kiểm soát kỹ cái này, cái đầu cung cấp đấy. Nếu mà các ông chí mà không có về xưởng kiểm tra, rồi không có thực tế đấy, thì đến lúc là ký hợp đồng xong rồi nhưng mà cái năng lực của đơn vị thi công không bảo đảm nữa. Rồi đến lúc không bảo đảm về tiến độ thì chất lượng, rồi các cái điều khác này không đạt yêu cầu. Tôi đề nghị là có thể là triển khai một địa điểm, tức là một nhà cung cấp thì cũng có thể triển khai nhiều nhà cung cấp, không cứ để chúng ta có cái đơn vị thi công tốt thì chất lượng sản phẩm là tốt. Thế còn các cái đơn vị mà các ông chí tham gia vào cấp điện, rồi cấp nước, rồi thì cây xanh thì cũng đề nghị là cho làm ngay. Đề nghị là công viên các ông chí lập ngay một cái phương án tổng thể về cây xanh ở khu vực này, dành cái khu vực nào trồng cây gì, thế rồi thì trồng hoa, các loại cây các ông chí lên phương án và trên cơ sở đó lên dự toán, và cố gắng là sau khi có cái này sơ bộ rồi thì các ông chí đặt cây sớm đi, trong cái tháng 5 này có chỗ nào trồng cây được ta cho trồng đi, để đảm bảo là khi chúng ta khánh thành công trình thì toàn bộ cái vườn cây này xanh tốt rồi. Cái điểm cuối cùng mà rất là quan trọng là các cái đồ thờ rồi tượng đài các ông chí đi đặt
Thì yêu cầu hôm trước thì chúng ta đã đặt ra yêu cầu làm tốt nhất. Thế còn đối với tượng đài thì đề nghị thế này, chúng ta sẽ tổ chức một chuyến sẽ lên thăm, duyệt cái mẫu này. Khi đúc tượng thì ít nhất cũng phải là 3 mét, trên 3 mét, tượng cũng phải 4-5 tấn. Một số cái việc thì hôm nay xuống thì cũng rất là vui mừng, khối lượng công việc có chuyển biến. Nhưng mà cái yêu cầu về tiến độ mà đến tháng 9, tháng 10 này thì chúng ta phải cố gắng. Và nhất là hai phần, phần xây dựng và phần đá. Bây giờ các ông chí mà không có rút ráo lên thì không có tập trung cao lên thì không tài nào kịp được đâu. Nhưng mà tinh thần thì tôi vẫn nói đi nói lại các ông chí đấy, là chúng ta vẫn cố gắng cái chất lượng. Cái chất lượng là quan trọng. Làm thật cẩn thận, thật đẹp. Nhưng mà chắc là chậm nhất thì cũng phải là xong trong năm nay. Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, công trình nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là công trình đặc biệt có ý nghĩa quan trọng với thành phố để tri ân lãnh tụ của Đảng. Vì vậy, các ngành đơn vị liên quan cần tích cực thực hiện các phần việc thuộc trách nhiệm, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc. Các đơn vị thi công triển khai phải đồng bộ các hạng mục, làm việc chặt chẽ, bảo đảm tiến độ cũng như chất lượng các công trình. Phấn đấu sớm hoàn thành công trình, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc đối với những người có công với đất nước, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 30 tháng 4, hàng triệu người Việt Nam náo nức trước những hồi ức đầy tự hào về một ngày toàn thắng. 43 năm trước, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, kết thúc thắng lợi của kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy hy sinh gian khổ nhưng vô cùng hào hùng, vẻ vang của dân tộc ta. Mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại hình ảnh về những con người đã làm nên lịch sử trong những giờ phút trọng đại của vận mệnh đất nước cách đây 43 năm. Cuối năm 1974, đầu năm 1975, nhận thấy tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi mau lẹ, có lợi cho cách mạng ta, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng đã đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975 và 1976. Nhưng Bộ Chính trị nhấn mạnh, cả năm 1975 là thời cơ, cần tranh thủ thời cơ đánh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân, giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hóa, giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh. Sau thắng lợi của chiến dịch Huế Đà Nẵng và chiến dịch Tây Nguyên, Bộ Chính trị quyết định tiến hành chiến dịch giải phóng Sài Gòn Gia Định, lấy tên là chiến dịch Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày 9 tháng 4 năm 1975. Vào lúc 17 giờ ngày 26 tháng 4, quân ta đã nổ súng mở đầu chiến dịch đánh chiếm các cơ quan đầu não của chế độ ngụy quyền Sài Gòn. Năm cánh quân của ta vượt qua tuyến phòng thủ của địch để tiến vào trung tâm Sài Gòn. 10 giờ 45 phút ngày 30 tháng 4, xe tăng và bộ binh của ta tiến vào Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ nội các của chế độ ngụy quyền Sài Gòn. Dương Văn Minh vừa lên chức tổng thống ngày 28 tháng 4 đã phải tuyên bố đầu hàng quân ta không điều kiện. 11 giờ 30 phút cùng ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc Lập, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Trải qua 55 ngày đêm chiến đấu thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, quân và dân ta đã tiêu diệt và làm tan rã hoàn toàn đội quân hơn 1 triệu tên ngụy, thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh và các căn cứ quân sự của Mỹ ngụy, đập tan bộ máy ngụy quyền từ trung ương đến cơ sở. Tôi nhớ là 1:30 thì tính là mặt trận bảo vệ, bây giờ cơ ta là kéo trên Dinh Độc Lập. Thì lúc đó thì chúng tôi ở trong phòng họp là đông đủ tất cả, lúc đầu thì vỗ tay, mọi người đều mừng rỡ khôn xiết, ai cũng rơi nước mắt. Và nhớ Bác Hồ, giá mà có Bác Hồ lúc này thì vui biết bao nhiêu. Còn bản thân tôi thì cảm thấy là có lẽ là giờ phút này là cái giờ phút sung sướng nhất trong cả cuộc đời hoạt động của mình. Thì có lẽ là một cái giờ phút đó là giờ phút không bao giờ quên được. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã xóa bỏ ách thống trị thực dân mới của Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thực hiện trọn vẹn di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn đất nước, non sông thu về một mối. Kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, chúng ta vô cùng tự hào nhìn lại bước đường đấu tranh cách mạng lâu dài và oanh liệt mà nhân dân ta đã vượt qua dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ những người dân mất nước, nhân dân ta đã anh dũng vùng lên, lần lượt đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đưa nước nhà bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, thống nhất đất nước
đi lên chủ nghĩa xã hội. 43 năm đã qua, song thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi khắc ghi trong lịch sử dân tộc như trang sử chói lọi nhất. Ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình vẫn luôn là tài sản vô giá, tiếp thêm sức mạnh cho toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngay khi có chủ trương của thành phố về hỗ trợ xi măng để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đường ngõ, vỉa hè, hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng, các phường trên địa bàn quận Lê Chân đã tiến hành triển khai tới các tổ dân phố, họp bàn thống nhất cùng nhân dân phương án kinh phí cải tạo. Những ngày này, nhiều phường trên địa bàn quận tiếp tục triển khai kế hoạch cải tạo ngõ, phấn đấu có thêm nhiều hơn nữa những con ngõ mới khang trang sạch đẹp. Là một trong 9 ngõ đang trong tình trạng xuống cấp trên địa bàn phường Nghĩa Xá được cải tạo nâng cấp trong quý 2 này, tuyến ngõ 275 Trần Nguyên Hãn có chiều dài 289m, rộng 1,9m này đã được cải tạo làm mới, trong niềm vui mừng phấn khởi của hàng trăm hộ dân sinh sống tại đây. Để nâng cấp tuyến ngõ này, ngay khi 27 tấn xi măng thành phố hỗ trợ được bàn giao, người dân đã tự nguyện đóng góp nguyên vật liệu, ngày công lao động với kinh phí ước tính trên 55 triệu đồng, phục vụ thi công cải tạo, nâng cấp mặt ngõ và đặt ống thoát nước ngầm. Trước đây là cái ngõ là vừa ngập lụt và nó vừa là bẩn, bởi vì cái lớp bê tông cũ là nó lâu ngày nó bị hỏng. Đấy, nên là giờ mà được sự quan tâm của thành phố, của phường và quận thì là cho xi măng, thì bà con chúng tôi là huy động tiền bạc và công sức để hoàn thiện cái con đường, nó vừa là chống được lầy lội và sạch nhà đẹp phố, đi lại là rất là thuận tiện. Ngay từ trong năm chúng tôi đã cho họp dân đấy, và thống nhất với bà con với cái tinh thần là nhà nước và nhân dân cùng làm đấy, thì là bà con cũng nhất trí là cũng có sự đóng góp để làm đường, bởi vì thực tế mà nói là ngõ ngách của tổ dân phố chúng tôi từ trước giờ là nó cũng thường xuyên bị ngập lụt đấy, cho nên là bà con cũng rất mong mỏi được cải tạo, nâng cấp. Không chỉ phường Nghĩa Xá, thời điểm này nhiều phường trên địa bàn quận Lê Chân đã nhanh chóng họp dân, thống nhất kinh phí, phương án thi công tối ưu nhất để sớm triển khai thi công. Phấn đấu sẽ có thêm 114 ngõ được cải tạo, 227 ngõ được lắp mới, thay thế bóng điện chiếu sáng trong quý 2 này, đáp ứng niềm mong mỏi lâu nay của người dân. Sáng nay 30 tháng 4 tại bãi biển khu 2, quận Đồ Sơn tổ chức giải bóng chuyền bãi biển nữ Hải Phòng mở rộng tranh cúp báo Hải Phòng năm 2018. Đây là hoạt động thể thao đầu tiên trong khuôn khổ liên hoan du lịch Đồ Sơn điểm hẹn du lịch 2018. Giải bóng chuyền năm nay có thể coi là giải vô địch quốc gia thu nhỏ bởi có sự góp mặt của 4 đội tuyển: Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Đà Nẵng và Hải Phòng, là những đội đã tham gia tranh ngôi vị cao nhất tại giải vô địch bóng chuyền bãi biển toàn quốc năm 2017 và cũng là những ứng viên tranh tấm huy chương vàng bóng chuyền nữ Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 8 năm 2018. Thời tiết nắng nhẹ hoàn toàn thích hợp cho các vận động viên thi đấu cũng như người dân và du khách tham gia cổ vũ. Với sự tham gia của những đội tuyển mạnh nhất cùng với các tên tuổi lớn nhất của bóng chuyền bãi biển nữ Việt Nam đã từng đoạt huy chương quốc gia và quốc tế, giải bóng chuyền bãi biển nữ Hải Phòng mở rộng tranh cúp báo Hải Phòng đã đem đến cho khán giả những pha bóng đẹp, hấp dẫn, không chỉ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần cho người dân trong và ngoài thành phố mỗi dịp hè. Giải cũng là cơ hội để các vận động viên thể hiện tài năng, đưa giải trở thành một giải thể thao uy tín, có sức hút riêng biệt. Cũng trong khuôn khổ liên hoan du lịch Đồ Sơn điểm hẹn du lịch 2018, chiều nay quận Đồ Sơn tổ chức giải đua thuyền rồng trên biển cúp báo An ninh Hải Phòng với sự tham gia của gần 200 vận động viên đến từ các đội đua thuyền tiêu biểu của các đơn vị quận huyện trên địa bàn thành phố. Được tổ chức thường niên trong mỗi dịp liên hoan du lịch, giải đua thuyền rồng trên biển là sản phẩm du lịch đặc trưng của người dân miền biển. Người dân và du khách cảm nhận được sự khỏe khoắn của những chàng trai miền biển Hải Phòng, chinh phục biển khơi, khai thác nhiều hải sản, làm giàu cho quê hương đất nước, góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo của Tổ quốc. Qua nhiều năm tổ chức, chất lượng các vận động viên ngày càng được nâng lên, cống hiến những màn đua hào hứng sôi nổi, tạo điểm nhấn hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đồ Sơn. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay kéo dài tới 4 ngày, lượng du khách đến với các khu du lịch, các khu vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố tăng cao. Để góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Bộ Sát Công an thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện, an toàn.
Tại khu du lịch Đồ Sơn ngay trong sáng nay 30 tháng 4, lượng du khách đến với khu du lịch tăng cao. Để duy trì an ninh trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Bộ Sát Công an thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp với Công an quận Đồ Sơn tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt là tại các nút giao thông, các vị trí tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, tạo điều kiện để người dân tham gia các hoạt động trong ngày khai mạc Liên hoan du lịch Đồ Sơn năm 2018. Bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Bộ Sát còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy, dừng đỗ xe đúng nơi quy định, tuân thủ tốc độ quy định, góp phần bảo đảm an toàn giao thông cho nhân dân trong dịp nghỉ lễ. Thưa quý vị và các bạn, chỉ ít phút nữa tại khu du lịch Đồ Sơn sẽ diễn ra lễ khai mạc Liên hoan du lịch Đồ Sơn điểm hẹn du lịch 2018. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng sẽ truyền hình trực tiếp chương trình khai mạc trên các kênh THB, THB Cộng và hệ thống màn hình LED của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Chúc quý vị và các bạn có những ngày nghỉ lễ vui vẻ, an toàn và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình thời sự tối nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.